ta cùng điểm qua 4 đồng tiền điện tử mà các chuyên gia tin rằng có tiềm năng lớn trong tương lai. AC Infinity, mã thông báo của trò chơi, blockchain AC Infinity từ lâu đã thu hút được người dùng. Dựa trên anime hoạt hình Pokemon, trò chơi Play to Earn đã có được người chơi từ khắp nơi trên thế giới và Con AXS đang thiết lập kỷ lục giá mới. Celo, theo các nhà phát triển, hệ sinh thái Celo sẽ đặc biệt quan trọng ở các quốc gia có hệ thống ngân hàng kém phát triển. Cư dân của các quốc gia này sẽ sử dụng Celo làm công cụ thanh toán cho các giao dịch quốc tế và kiếm tiền từ việc staking. Avalanche, nó được sử dụng chủ yếu như một công cụ thanh toán hoa hồng và phí trong nền tảng. Do các kế hoạch đầy tham vọng của công ty, các nhà đầu tư đang mua mã thông báo ồ ạt. The Sandbox, sàn sử dụng được làm thanh toán trong thế giới Metaverse. Sàn đã tăng mạnh sau khi Mark Zuckerberg thông báo về việc đổi biểu tượng Facebook thành Meta và quỹ SoftBank đầu tư vào Sandbox.